Tiếp tục câu chuyện liên quan tới các tuyến đường đắt nhất hành tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dù vừa đi vào sử dụng vài tháng hay đã khai thác sử dụng nhiều năm nay, thì điểm chung của những tuyến đường đắt đỏ này là đều lem nhem, dở dang, hạ tầng không đồng bộ. Điều này khiến nhiều người không khỏi cảm thấy bức xúc khi hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng đã được chi ra mà không mang lại hiệu quả giúp cải tạo bộ mặt đô thị như lẽ ra phải có. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Một ngôi nhà án ngữ ngay trên nút giao đường xã Đàn đã tồn tại từ nhiều năm nay và tạo thành một nút thắt ùn tắc giao thông. Hay như đường Trần Phú kéo dài, khu vực giao nhau với đường Âu Ích Khiêm cũng có một ngôi nhà tương tự nằm trinh inh gần giữa đường. Chúng chẳng khác nào những cái gai khiến người đi đường và người dân xung quanh cảm thấy nhức mắt. Qua tìm hiểu của VTC14, sau khi đường Trần Phú kéo dài thông xe, trên tuyến hạ tầng giao thông khá khập khiễng. Ngoài nhà nằm giữa đường, chưa thể xử lý dứt điểm. Trên tuyến đã xuất hiện những ngôi nhà siêu mỏng, chỉ rộng chưa đến 1m². Ủy ban Nhân dân phường cho biết, quận cũng có biết và chắc chắn thành phố cũng có biết. Nhưng lại bó tay mà không thể nào nhổ bỏ. Nhưng hạ tầng thì tất nhiên anh thấy đấy, em nhé. Người ta lại làm đấy. Nhưng mà nước thì quy định vào đây, nhưng mà có khả năng còn vào tí nữa, nhưng mà cũng chưa thật hoàn chỉnh. Rất là lôm côm ấy, ví dụ như là bây giờ là cái mặt của hè phố nó thấp. Thế mà hai bên thì là, bên này thì là có tường rào thì không nói, nhưng mà bên này này, thế cái nhà dân nó cao lên cho nên là trông nó không, cái thẩm mỹ nó chưa được đẹp. Sở dĩ Hà Nội có những con đường đắt nhất hành tinh, giao thông khập khiễng, được các chuyên gia JICA Nhật Bản lý giải là do bất cập từ cơ chế quản lý có tư duy nhiệm kỳ. Đổ tội cho ai thì cũng khó, tại là việc cái chính sách đô thị của chúng ta có một yếu điểm nữa là nó không liên tục. Tức là người ta nói hay có nói là tư duy nhiệm kỳ đấy. Tức là hết nhiệm kỳ này đến kia thì những cái tốt đẹp, những cái cần giữ thì không bàn giao lại. Thế dẫn đến cái nhiệm kỳ sau là không nắm được cái nhiệm kỳ trước. Cụ thể nhất cái đoạn mà Trần Phú kéo dài chẳng hạn, thì từ 20 năm trước là cái nhiệm kỳ 20 năm trước ấy đã tính rồi. Nhưng mà sau 20 năm thì hết nhiệm nọ đến nhiệm kia thì chẳng ai nghĩ đến cái việc duy trì cái quy hoạch cả. Cùng với đó, cơ chế trong giải phóng mặt bằng hiện vẫn chưa công khai, minh bạch, khiến việc cưỡng chế gặp khó khăn. Thực trạng này dẫn tới hoạt động thi công không có mặt bằng sạch, đường làm xong nhưng vẫn vướng mặt bằng. Trong khi đó, chi phí dành cho giải phóng mặt bằng hiện chiếm tới 70%, quỹ dự phòng chiếm 20%, thì chi phí dành cho xây dựng đường hiện chỉ chiếm một con số rất nhỏ, chỉ từ 6 tới 8%. Không được minh bạch công khai cho lắm. Mặc dù chính sách như thế, nhưng mà khi cái người thực thi, đặc biệt là người thực thi trực tiếp ấy, thì luôn luôn tìm cách là vơ véo thêm một ít, dẫn đến là nó gây ra mù mờ, đặc biệt là mù mờ về thông tin. Chính sách mặt bằng của mình không được phổ biến rõ cho người dân. Chủ trương thì có hẳn hoi, yêu cầu phổ biến rõ cho người dân, nhưng mà cái người phổ biến trực tiếp là cứ tìm cách làm thế nọ làm kia nó đi. Kết quả quản lý dự án đầu tư thì nó có 3 cái tiêu chí quan trọng là tiến độ, chất lượng và chi phí. Thì tiến độ công khi mà không đáp ứng được yêu cầu giải phóng mặt bằng thì chúng ta phải thi công nó không được đồng bộ, trên chất lượng nó cũng khó bảo đảm. Cái thứ hai là do chậm tiến độ thì nó dẫn đến tăng chi phí, bởi vì thời gian nó là tiền. Đường Trần Phú kéo dài hay đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài và các tuyến đường đắt nhất hành tinh khác nữa, thực tế đã có trong quy hoạch xây dựng từ cách đây hơn 20 năm. Nếu giải quyết tốt vấn đề quy hoạch, chắc chắn trên những con đường được mệnh danh đắt nhất hành tinh ở Hà Nội đã không xuất hiện những ngôi nhà khiến người ta nhức mắt như thế này.